Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề video về thuốc kháng sinh và đây là video clip thứ 3 bàn luận về nhóm thuốc ức chế tổng hợp nucleic acid. Đây cũng là video để khép lại cái chuỗi video về lý thuyết liên quan đến thuốc kháng sinh. Lẽ ra thì series này sẽ có 4 video, tuy nhiên mình sẽ thay video clip thứ 4 bằng một series video liên quan đến chủ đề là High Yield Antibiotic for USMLE. Nó sẽ là một chuỗi gồm 3 đến 4 video thảo luận với nhau về cái cách ghi nhớ những cái sơ đồ hoặc là những cái ký tự ghi nhớ của các cái quyển textbook mà người ta tổng hợp lại. Hy vọng là chúng ta sẽ có những cái video thú vị trong cái series video phía sau. Quay trở lại nội dung của video ngày hôm nay, nói về cái nhóm thuốc ức chế tổng hợp nucleic acid thì mình sẽ có hai nội dung chính. Thứ nhất là nhóm thuốc ức chế tổng hợp lên acid folic, và cái thứ hai là nhóm thuốc tác động trực tiếp lên đây. Nó ức chế quá trình tổng hợp nucleic acid hay là tác động trực tiếp lên quá trình nhân đôi DNA. Trước hết là nói về nhóm thuốc ức chế tổng hợp nên acid folic. Thì chúng ta có 3 nhóm thuốc chính. Một đó là sulfonamide, hai là trimethoprim và thứ ba là pyrimethamine. Đó là 3 nhóm thuốc. Tuy nhiên là mình chủ yếu bàn luận ở đây liên quan đến cái nhóm thuốc sulfonamide thôi. Để tìm hiểu về cái quá trình ức chế tổng hợp acid folic thì mình sẽ nhắc sơ lại một chút về quá trình tổng hợp của nó trước cái đã. Từ cái đây là pteridine cộng với PA-BA dưới sự xúc tác của men dihydroterose synthetase tạo ra dihydroteroic acid kết hợp với glutamate tạo ra dihydrofolic acid dưới sự xúc tác của men dihydrofolate reductase tạo ra tetrahydrofolic acid. Đấy là cái quá trình tổng hợp, tuy nhiên là ở đây chúng ta không cần phải nhớ cụ thể những cái chất này là gì đâu. Quan trọng á, là mình sẽ nắm được là các nhóm thuốc này tác động lên cái vị trí đó là enzyme xúc tác. Ở đây mình thấy là tác động lên dihydroterose synthetase, đó là sulfonamide. Còn tác động lên cái men dihydrofolate reductase, đó là trimethoprim và pyrimethamine. Đối với trường hợp mà những cái chất tác động lên cái men, tức là ức chế sự tăng trưởng của tế bào thông qua ức chế men, thì đó được gọi là những cái chất kháng chuyển hóa hay là anti-metabolic. Metabolic là quá trình chuyển hóa, còn đây là quá trình chống lại nó. Và những cái chất mà có đặc tính liên quan đến phần kháng lại cái phần chuyển hóa, nó sẽ liên quan đến những cái thuốc, nó có thể là những cái thuốc kháng virus. Thứ hai nữa là nó có thể dùng trong cái hóa trị trong ung thư. Đó là một cái đặc tính mở rộng của nhóm thuốc ức chế tổng hợp acid folic liên quan cụ thể đó là sulfonamide và trimethoprim. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào phần tác động. Tác động thì có một số điểm lưu ý trong phần sulfonamide. Thứ nhất đó là sulfonamide thì rất ít dùng đơn độc bởi vì đây là tác nhân đa kháng, tức là chịu sự đề kháng của rất nhiều tác nhân gây bệnh rồi. Thứ hai là cái thuốc điển hình trong cái sulfonamide đó là sulfasalazine thì nó có hai đặc tính là điều trị trong viêm loét đại tràng và thứ hai là viêm khớp dạng thấp. Ở đây mình phân tích một chút là sulfasalazine thì là sự kết hợp của 5 ASA. 5 ASA là amino salicylic acid kết hợp với SP là sulfapyridine. Đây, tác nhân 5 ASA là điều trị trong cái phần 5 ASA là điều trị trong viêm loét đại tràng, còn sulfapyridine là điều trị trong viêm khớp dạng thấp. Phối hợp hai cái này lại tạo ra nhóm thuốc đó là tạo ra cái thuốc là sulfasalazine điều trị viêm loét đại tràng và viêm khớp dạng thấp. Cái đặc điểm thứ ba là sự phối hợp của sulfonamide kết hợp với trimethoprim cho ra một nhóm thuốc điều trị trong nhiễm khuẩn tiết niệu đó là cotrimoxazone ha. Và cái phổ tác động của sulfonamide là tác động lên phần tác động lên con Nocardia nè. Cái con này thì nó theo mình tra cứu thì nó là cái bệnh lý rất là ít gặp, nhìn chung thì hiếm gặp. Listeria nè, tác động lên gram âm, ví dụ như là Haemophilus influenza, E. coli, Salmonella, Shigella, đây là những cái tác nhân rất là thường gặp. Gram dương thì tác động lên hai con đó là staph và strep. Tác động lên staph thì kể cả MRSA. Đó là cái phổ tác động của sulfonamide. Và một điểm lưu ý sau còn lại đó là không dùng sulfonamide trong tam cá nguyệt thứ 3 của thai kỳ. Đó là một số điểm lưu ý liên quan đến sulfonamide.
Nội dung chính thứ hai là liên quan đến nhóm thuốc trực tiếp ức chế tổng hợp nucleic acid, hay là nó tác động trực tiếp lên cái quá trình nhân đôi DNA, đó là quinolone. Đây là cái nhóm thuốc bình thường gặp hơn so với sulfonamide. Cái đuôi của quinolone đó là bloxacin, tức là những cái nhóm thuốc thường nó sẽ có cái đuôi là bloxacin, ví dụ như là levofloxacin, đó là thuộc nhóm quinolone. Nhóm quinolone này nó sẽ tác động lên quá trình nhân đôi DNA. Và cụ thể quá trình nhân đôi DNA thì mình không đề cập ở đây, bởi vì chúng ta đã có một video bàn luận về vấn đề này trong phần hóa sinh. Nhưng mà để nhân đôi DNA, đây là phần nhân đôi DNA nè, thì bắt buộc cái DNA ở vi khuẩn nó phải giãn xoắn và tách mạch. Và để giãn xoắn được thì phải có cái topoisomerase, phải có topoisomerase 2 hoặc là topoisomerase 4. Nếu chúng ta ức chế cái topoisomerase 2 và 4 này thì DNA sẽ không thể giãn xoắn, mà không thể giãn xoắn tách mạch thì không thể diễn ra quá trình nhân đôi DNA. Đó là cơ chế tác động của nhóm thuốc quinolone. Về lâm sàng thì sử dụng nhóm thuốc quinolone trong một số trường hợp sau, chủ yếu là liên quan đến vùng bụng chậu là chính. Vùng bụng chậu chúng ta sẽ có, thứ nhất đó là đường tiết niệu nè, thứ hai là vùng chậu đường sinh dục nè, thứ ba đó là đường tiêu hóa. Rồi, ngoài ra thì nó còn liên quan đến phần da xương mu mềm hoặc là phần viêm phổi. Đó, một số cái đặc điểm lưu ý thì mình nhớ cái vùng bụng chậu trước đã. Vùng bụng chậu thì có phần đường tiết niệu nè, là UTI. Trong trường hợp mà bệnh nhân bị UTI nhưng mà đề kháng với lại cotrimoxazole nè, tức là sự kết hợp của sulfonamide và trimethoprim, kháng rồi thì mình sẽ cho dùng quinolone. Cái thứ hai là viêm vùng chậu hoặc là những cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục như là chlamydia nè, gonorrhea nè, thì chúng ta có thể sử dụng quinolone. Cái thứ ba là đường tiêu hóa, một số tác nhân gây bệnh gram âm nãy mình đã có đề cập, đó là E. coli nè, Salmonella hoặc là Shigella. Ngoài ra thì một số cái nhiễm trùng gram âm trong da xương mô mềm, hoặc là đối với viêm phổi mà kháng thuốc, viêm phổi kháng thuốc thì mình dùng cái levofloxacin. Đó là một số cái phổ tác động liên quan đến nhóm thuốc quinolone. Như vậy thì khép lại chuỗi video gồm có 3 video thì chúng ta sẽ tổng hợp được cái phần các nhóm thuốc, vị chế tác động và cái cơ chế cũng như là cấu tạo của bacteria. Đây là cấu tạo của bacteria nè, từ ngoài vào trong. Và các cái phần này mình đã nói trong đầu video clip thứ nhất rồi. Phần bên ngoài đó chính là vách tế bào. Thì sẽ có xuất hiện nhóm thuốc ức chế tổng hợp vách tế bào có penicillin nè, cephalosporin nè, rồi imipenem hoặc là meropenem, rồi aztreonam, vancomycin. Đây là những cái nhóm thuốc kháng sinh rất thường gặp. Cái thứ hai đó là ức chế nên cái sự tổng hợp protein. Đây là video clip thứ hai mình đã có đề cập nè, là quá trình tổng hợp protein liên quan đến ribosome và mRNA nè. Ức chế quá trình tổng hợp protein thì mình có 4 nhóm thuốc liên quan đến 4 cơ chế thân theo giai đoạn của quá trình protein synthesis, đó là aminoglycosis nè, tetracycline, chloramphenicol và macrolid và clindamycin. Còn video ngày hôm nay thì mình sẽ có hai vị trí tác động. Thứ nhất là ức chế tổng hợp nên acid folic thì có sulfonamide, trimethoprim, pyrimethamine. Và còn lại đó là trực tiếp ức chế tổng hợp nucleic acid, tức là ức chế quá trình nhân đôi DNA thì có quinolone với cái đuôi là bloxacin, ví dụ như là ciprofloxacin hoặc là levofloxacin. Đó là khép lại 3 video liên quan đến phần lý thuyết của phần thuốc kháng sinh. Hẹn gặp lại mọi người trong series video liên quan đến high yield antibiotic for USMLE. Có thể là vào 1, 2 hoặc 3 ngày tới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.